Xin chào cả nhà nha. Thì tiếp theo cái video mà mình bán nhà hôm trước đó, thì mình sẽ quay sơ sơ cái nhà của mình là nhà mới, nhưng mà mình đã ở đây được 5-6 tháng rồi. Đó, thì nhà của mình, nhà này nó rộng hơn nhà kia, lớn hơn nhà kia tới nhiều lắm, hơn gấp đôi lần. Nhà kia 70 mét vuông thì nhà này chắc cũng khoảng 150 mét vuông. Thì nó không còn nằm trong thành phố nữa, nhưng mà nó nằm ở ngoại ô, nhưng mà cũng gần thành phố lắm, cũng đi xe hơi khoảng 15-20 phút thì tới rồi. Thì đây cái nhà mình này, ở cái nhà nhà chồng mình đang đang sửa chữa đóng đồ trên kia nên nghe lu bu. Thì hồi lúc về đây tới giờ là 5 tháng, nhưng mà nhà của mình chưa có, mình chưa có trang trí, chưa có hết, chưa có mua đồ cho trang trí nội thất hết, là tại vì cái nhà này nó hơi đắt tiền, nên là khi mà mua xong rồi hết không còn tiền để mà mua đồ để mà trang trí nội thất nữa. Thì đại khái mua một vài món như là cái ghế salon này nè cả nhà. Đây là nhà của mình, ở dưới nó hơi bề bộn tí là cả tại vì chưa có xong trang trí xong, với lại đồ của cái căn nhà cũ đó vẫn còn nhiều mình chưa có bán hết. Ví dụ như cái này nè, cái tủ này nè, là nó không có hợp với cái nhà này nên tụi mình sẽ bán nó, nhưng mà trong lúc này á, mình chưa có mua được cái khác nên mình chưa có bán liền. Đó, bên này mua đồ cũ bán được lắm cả nhà, mình mua về mình bán cũng được, nhưng mình xài xong rồi đó nha, mình bán được nhiều khi cũng hơn nửa giá đó. Đó, đây là phòng ngủ của vợ chồng mình bên kia, thì có phòng tắm này kia. Còn đây là khu vực của salon á, chồng mình nó đóng quá trời, chắc là nói chuyện ở nhà không nghe đâu. Thì để mình quay sơ sơ thôi, tại nhà của mình chưa có hoàn thiện, chưa có trang trí nên là mình không có quay nhiều, nó cũng hơi bề bộn. Sao con ăn bánh mì hả? Để khi nào mà trang trí xong rồi mình sẽ quay chi tiết hơn căn nhà của mình. Bây giờ mình đang chuẩn bị là món gà nướng này cả nhà, gà nướng với lại khoai tây nướng. Món này dễ ăn dễ làm, mà không chỉ chuẩn bị rồi để vô trong lò nướng thôi. Này, mình có con gà nè, xong rồi mình ướp rồi mình để vô lò nướng, với khoai tây cũng vậy luôn, để vô nướng như vậy nó tiện, không có mất công phải nấu, để vô nồi rồi vô lò là xong rồi, mình đi rước cái đèn về rồi ăn à. Bây giờ mình chuẩn bị mình làm cả nhà. Đây là cả nhà. Sau khi nướng 1 tiếng đồng hồ thì tất cả đã chín. À, con gà ha. Chín à. Cái da nó giòn. Gà nướng như vậy đó, cái nước này ra nó ngon lắm á. Nước này mình chấm bánh mì ngon lắm luôn. Đó, còn đây là khoai tây. Khoai tây cũng chín luôn. Ở dưới này thì có măng tây ha. Măng tây mình để dưới.